Đã thành thông lệ, hàng năm cứ vào dịp chuẩn bị Tết đến xuân về, vùng 2 Hải quân lại tổ chức đoàn công tác ra thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ, nhân viên đang công tác trên nhà giàn JK1, đứng chân trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Những chuyến tàu cuối năm còn mang theo những tình cảm, hơi ấm của đất liền gửi đến các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng trời, biển đảo của Tổ quốc. Sáng ngày 5 tháng 1, tại cầu cảng Lữ đoàn 171, đóng tại thành phố Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tổ chức hai chuyến tàu chở các đoàn đi kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn DK1, trạm radar 590 Côn Đảo. Trong chuyến đi này, đoàn cũng thăm và chúc mừng năm mới một số cơ quan dân chính đảng, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị qua nắm chung rất là đầy đủ và chu đáo. Và tôi tin tưởng rằng với cái khí thế đầu năm mới, với cái sự háo hức đi biển, ra với chiến sĩ nơi biển khơi và đặc biệt với sự chuẩn bị chu đáo, tôi tin tưởng rằng cái chuyến đi này sẽ thành công tốt đẹp. Vào cuối năm, thời tiết biển luôn khắc nghiệt, sóng gió thất thường, nhưng cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân vẫn luôn ở trong tâm thế sẵn sàng ra khơi để mang quà Tết, nhu yếu phẩm, đặc biệt là tình cảm của quân và dân cả nước gửi đến cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn DK1. Ai cũng mong những người con kiên trung của Tổ quốc đón Tết vui vẻ, mạnh khỏe, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong cái đợt này thì ngoài những cái thuận lợi là được sự quan tâm của trên và công tác chuẩn bị rất tốt của cả đoàn, thì cái khó khăn lớn nhất của chúng tôi là trong cái mùa này, là cái mùa Tết này thì về sóng không yên, bãi biển không nặng, hay chúng tôi gọi là cái mùa sóng gió lớn. Thì đây là một cái nhiệm vụ mà rất nặng nề của những cái chuyến tàu từ đất liền ra đảo. Đó là mang toàn bộ những cái tình cảm, những cái kể cả tinh thần và vật chất ở trong đất liền truyền cho cán bộ chiến sĩ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Tham gia chuyến đi lần này có hơn 70 phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước. Trước lúc lên đường, ai cũng háo hức được sớm đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ đang công tác tại nơi khó khăn, khắc nghiệt nhất trên biển. Đồng thời ghi nhận, chuyển tải những hình ảnh chân thực về công việc, cuộc sống, đặc biệt là tinh thần của các anh đến với người dân cả nước. Là lần đầu tiên, hơn nữa lại được tác nghiệp trên một cái môi trường hoàn toàn khác so với cái môi trường mình tác nghiệp hàng ngày ở đất liền. Và mình cảm thấy rất là hồi hộp. Tuy nhiên thì để chuẩn bị cho cái chuyến đi này thì mình cũng đã có một cái kế hoạch riêng cho bản thân mình để mình tuyên truyền trong cái chuyến đi. Ví dụ như là mình đã lên những cái kế hoạch như là mình sẽ ghi lại một cái cuộc hành trình trong chuyến đi lần này, hay là mình sẽ tuyên truyền đậm nét về những cái tấm gương của các chiến sĩ ở trên đảo. Những chuyến tàu vươn khơi vào dịp giáp Tết của cán bộ chiến sĩ vùng 2 Hải quân luôn là những chuyến tàu đặc biệt. Ngoài hàng hóa, những chuyến tàu còn chở theo cả sự quyết tâm của người lính biển, tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội, những cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 thêm vững tin, yên lòng, luôn chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển đảo và sự bình yên cho nhân dân.